Hey, what's up? Các bạn đã trở lại với vlog của Trung. Thì bây là thứ hai, thì hiện tại là Trung mới đi làm về. Thì bây giờ đang là 6 giờ 53 phút. Thì bây là thứ hai, thì chúng ta sẽ đi tập ngày push day. Thì mấy bạn biết cái video này sẽ đặc biệt ở chỗ nào hay không? Thì đó là chúng ta sẽ quay lại với lại cái vlog số 2 của giáo án Push Pull Leg Jack Nipper. Thì Trung đã nợ với bạn từ trước Tết. Thì bây giờ Trung đang mới qua công ty mới, nhưng mà cũng rất là bận, nhưng mà cũng đang trong cái thời gian probation, nghĩa là trong thời gian thử việc. Thì cũng rất là nặng luôn, nhưng mà Trung nghĩ rằng là Trung có thể handle được cái việc edit video cho mấy bạn. Nên là Trung sẽ ráng là sẽ quay cái video của cái list những cái ngày Push Pull Leg số gòn vlog 2 để hoàn thành luôn cái giáo án đó cho mấy bạn ha. Thì bữa nay sẽ là ngày push. Thì hiện tại là Trung đang ở tuần thứ 6 của cái giáo án này rồi, nên thành ra là bây giờ Trung mới quay cho mấy bạn. Thì bây giờ sẽ là ngày push. Và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay là Trung lại có một cái số việc cần phải bàn với lại anh Kevin Fan, mà mấy bạn đã coi ở trong cái vlog ngày Tây. Mà những cái ngày tiếp tập Tây á, thì hy vọng mấy bạn thích cái video đó. Và nhớ là vô đó coi và subscribe channel cho Trung và cả anh Kevin nữa. Thì bữa nay Trung lại có dịp đi lên trên PPC một lần nữa, cũng vì cái việc đó nên Trung sẽ mang máy lên và để quay cái ngày push số 2 cho mấy bạn ở trên ngày PPC luôn. Thì theo Trung nhớ là mọi thứ ở trên đều đủ để chúng ta tập được cái ngày push số 1 này ha. Để tránh mấy bạn phân vân giữa các cả cái giáo án, thì chắc chắn là sẽ có một cái playlist trên blog, chúng nó Trung mới ghi là blog 1 của giáo án Push Pull Leg Jack Nipper. Sau đó là chúng ta sẽ có một cái playlist, đó là Deload. Thì mấy bạn sẽ tập blog 1 xong, sau đó mấy bạn sẽ tập tuần Deload, và sau đó mấy bạn sẽ tập block 2, 8 tuần. Nguyên cái đó là chúng ta sẽ mất vào khoảng 16 tuần cho một giáo án Push Pull Leg của Jack Nipper này. Và cũng khá là hay, thì Trung nghĩ là mấy bạn, một số bạn hiện tại cũng đang theo dõi cái channel của Trung và đang tập cái giáo án này rồi, đang ở block 1 và chuẩn bị sang tuần Deload. Nên Trung thành ra mới phải làm video này gấp, những cái chuỗi video này gấp. Thì hy vọng mấy bạn, hy vọng là Trung sẽ ra kịp. Còn nếu không thì sẽ có một cái tip ở video sau, Trung sẽ hướng dẫn mấy bạn cái cách tập sau. Thì bây giờ là Trung sẽ lên phòng gym của anh Kevin. Ê, và chắc chắn mấy bạn nhận ra cái áo này đúng không? Cái áo này là ở trong cái video unboxing hồi hôm bữa nữa. Trước cái video này thì đây là cái áo Urban Muscle. Thì Trung mặc để lên trên BBC để tập. Thì ở đây là Trung đang để sẵn một hũ quay và một cái bình shake, là một cái bình shake của Urban Muscle. Thì cả hai sản phẩm này và những cái sản phẩm khác, Trung đều có để một cái đường link order ở phía dưới phần description box, phần miêu tả. Bạn click vô cái link đó, bạn nhập cái mã ở trong cái video mà Trung đã nói là TNB5, thì các bạn sẽ được giảm giá và order về cực kỳ nhanh, bởi vì là hàng đã có ở Việt Nam rồi, các bạn không cần phải chờ đợi nhiều như những cái lần order trước nữa. Chắc chắn lần này sẽ rất là nhanh vì đã có ở Việt Nam ha. Trung khẳng định với các bạn sẽ rất là nhanh luôn, và link ở dưới phần miêu tả. Bây giờ Trung sẽ lấy một scoop whey protein của WBI của Urban Muscle, Trung bỏ vào trong cái shaker này và sau đó là mang lên trên phòng BBC, và sau đó Trung sẽ uống sau khi tập. Ok, đây là cái scoop whey của cái hãng WBI ha. Đây sẽ là một scoop 35g bột, và trong này sẽ có 31.3g protein ha. Bây giờ là Trung mới tới BBC, thì ở bên đây là Trung không có mang giày như mọi khi. Thì mấy bạn có thể thấy là Trung mang đôi dép, bởi vì là ở trên BBC lát nữa lên thì đằng nào cũng phải cởi dép ra, cũng phải cởi giày ra xong rồi đi chân đất vô trong tập thôi. Ok, let's go. Bạn sẽ warm up với lại cộng resistance band, các bạn móc lên trên. Và các bạn sẽ móc cái cổ tay vô, nhớ là thả lỏng cái bàn tay ra, đừng có nắm chặt quá, thả lỏng ra vậy nè. Sau đó sẽ xoay, khởi động cái rotator cuff ở đây, hai bên nè. Nhớ là thả lỏng cái bàn tay ra, xoay vào khoảng cỡ 8-10 lần rồi. Ok, bây giờ trước khi vào cái bài đầu tiên là cái bài barbell bench, thì lúc này mấy bạn đã warm up rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ warm up tiếp với lại cái tạ.
tại là Trung sẽ bước lên 10kg trước. Thì bài đầu này là barbell bench press cho ngày push 1 của CD, Trung có 2 set thôi. Và số rep là 10 rep. Thì bữa nay là Trung sẽ đi với cái số one rep max là 77.5% của tổng one rep max ha. Thì đó Trung sẽ tính và Trung show cho bạn xem bữa nay Trung sẽ để bao nhiêu ký mỗi bên. Và về cái file Excel mà để chia sẻ những cái tuần khác của cái giáo án này á, thì Trung sẽ làm một cái Google Drive để Trung bỏ cái phần trăm của cái block 2 lên cho mấy bạn. Ok, thì bây giờ Trung sẽ tính cho mấy bạn cái phần trăm mà Trung đặt ha. Thì hiện tại là Trung đang bench one rep max là 130kg nhân cho 77.5%. Tại bây giờ là Trung sẽ bench 100.75kg mỗi bên, 200 tổng cây đó nha. Thì cái này chắc để mỗi bên hai bánh 20 màu xanh. Ok. Ok, thì khi mà warm up á, thì cái tip ở cái bữa nay á, là mấy bạn sẽ warm up lên. Mấy bạn nhớ cái từ mà warm up không? Mà Trung sẽ pop up cái từ ở đây. Thì đầu tiên là mấy bạn sẽ warm up khoảng cỡ 3 đến 4 set. Mỗi set khoảng từ 3 đến 5 rep thôi. Nó sẽ là từ cái mức nhỏ nhất cho đến cái mức mà mấy bạn sẽ tập là Trung sẽ tập bữa nay là 100kg. Thì Trung sẽ warm up nhẹ từ lên 4 lần như vậy. Rồi mấy bạn sẽ giữ một cái mức đó, mấy bạn tập cho 2 set 10 rep. Ok, thì bây giờ là sẽ là một cái set warm up cuối cùng. Thì Trung đã warm up được 3 set rồi, thì đây là set cuối trước khi mà Trung gắn một bên hai bánh màu xanh, đó là 100 kg tổng cộng ha. Nếu mà Trung tính các bạn xem là 100 kg tổng cộng, thì bây giờ Trung sẽ warm up set cuối cùng, sau đó sẽ vào set chính. Ok, let's go. Bây giờ sẽ là set thứ hai 10 rep, set cuối ha. Tại do là Trung bị đau cùi chỏ nên là Trung phải có một cái quấn cùi chỏ vô ở đây. Bị viêm cùi chỏ từ lâu rồi nên bây giờ phải có một cái cup để support. Vì chúng ta đi tới tận 10 rep lận 100kg không phải nhẹ. Phải có một cái đồ để support cái cùi chỏ chứ không nó sẽ đau rất là đau. Ok, let's go. Okay. Ok, thì đó là set thứ hai 10 rep của bài đầu tiên là bài barbell bench. Thì ở bài này Trung chỉ muốn lưu ý với bạn một chút, đó là lúc mấy bạn xuống, mấy bạn đừng có ngang cùi chỏ ra nhiều quá. Các bạn để hơi flare, mấy bạn đừng có flare ra nhiều quá, các bạn để hơi chết xuống một tí thì chúng ta sẽ mượn được cái lực ở cái phần lưng chúng ta. Và lúc mà nằm á, nhớ ép hai cái bả vai lại, hai cái scapula lại, và nó để dính cái ở trên ghế, thì như vậy mấy bạn sẽ đẩy rất là chắc. Và một tip nữa đó là phải giữ cái phần lower body của mấy bạn nó thật là chắc, hai bàn chân là phải chạm xuống sàn luôn, thì đừng có nhấc lên hay nhón lên như vậy thì nó sẽ không có đủ cái lực để mấy bạn đẩy ngực được. Và này là rất là nặng, chúng sẽ đi tận 10 rep lần. Tiếp theo sẽ là bài mình sẽ chuyển qua cái nhóm cơ vai, đó là bài Arnold Press. Thì bài này là cái số rep số set này chúng ta sẽ đi với mấy bạn. Thì tập bài của Trung muốn nhớ đây là Trung sẽ ghi ha. Thì bây giờ đây là Trung đang warm up, tại vì mấy bạn đang tập ở cái phần barbell, và khi mấy bạn chuyển qua dumbbell thì mấy bạn phải nên gọi là warm up lại để cho cái đầu chúng ta, cơ thể chúng ta nó quen được với hai cái ISO movement này. Ok, thì bây giờ sẽ là warm up. Ok, cái bài Arnold Press này á, là mấy bạn đứng bạn xuống, các bạn sẽ xoay vô, đừng xuống sâu quá, sau đó sẽ lên, xuống sâu vô cỡ miệng thôi, không đẩy lên. Thì chúng ta sẽ warm up cỡ
10 rep tới 12 rep. Các bạn đừng có xuống sâu như thế này nha. Như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới đầu tư cấp rất là nhiều. Nói cầm thôi. Sau cái bài vai lúc nãy thì chúng ta sẽ chuyển qua cái bài là close grip speed machine, nhưng mà tại vì ở trên này là không có máy speed machine nên là chúng sẽ tiếp tục tập với lại cây boy bell. Sẽ cặp tay tập close grip. Sau cái bài đó là chúng ta sẽ qua cái bài low to high cable. Chúng ta sẽ ép ngực với lại cái cable này ha. Thì bài này là chúng ta sẽ chơi 15 đến 20 rep. Thì cái cách tập là chúng ta sẽ từ ladder, lấy là cái như cái bậc thang gì đó, các bạn sẽ từ dưới các bạn lên từ tới ngang cái tay như thế này, thì là sẽ tính là từ dưới lên trên là 5 rep tất cả, từ trên xuống dưới 5 rep và 20 rep, nghĩa là hai lần như vậy. Và bây giờ chúng sẽ demo cho các bạn xem. Nhớ là đi từ trên xuống dưới, xong rồi từ dưới lên trên. Lúc mà vô nhớ squeeze lại, cái ngực. Ok. Thì đây tiếp theo là chúng ta sẽ tập qua cái bài tại sao là barbell floor skull crusher, thì 2 set nhân cho 80 rep. Thì bài này là các bạn sẽ nằm xuống dưới sàn luôn và sử dụng cây barbell ha, sử dụng cái bánh tạ nhỏ thôi, đừng sử dụng bánh tạ lớn. Như vậy nó sẽ giảm cái phần ROM của mấy bạn xuống rất là nhiều. Ví dụ sử dụng cái bánh màu xanh là bánh 10kg thì nó sẽ rất là bự, thì cái phần lúc mà mấy bạn đưa tay xuống nó rất là ít, nên thành ra là chúng ta sẽ sử dụng cái bánh 5kg nhỏ. Và nếu được, nếu muốn lên kia, các bạn tiếp tục sử dụng cái bánh nhỏ tiếp, đừng sử dụng bánh lớn ha. Thank you.
này tiếp theo là tôi sẽ qua bài bài row tricep extension như thế này. Rồi bạn sẽ tập đứng bạn đứng cố với bạn sẽ đưa cái tay ra như thế này nha. Thì đó là chúng ta sẽ tập cái lại cọc dây. Thì là sẽ tập bài vai. Đây là tập tay sau. Nó vào cái lo hết ở dưới này. Thì các bạn chỉ cần đứng hơi đổ người tới phía trước ra. Sau đó lúc bạn kéo ra như này thì nhớ mở tay ra. Mở tay ra như thôi. Đưa vô nhiều ha. Đấy, cuốn sâu cho nó căng cái lo hết này cũng không là ok. Hey, what's up mấy bạn? Thì chúng mới đi tập ở trên phòng ở anh Kevin về. Thì mới tắm rửa xong và bây giờ chuẩn bị ăn cái meal của My Chef. Ok, thì như ở đầu video là chúng mới nói với mấy bạn là chúng sẽ lên gặp anh Kevin để có một số việc đúng không? Thực sự là chúng và anh Kevin thực sự rất là cần mấy bạn coi channel của chúng giúp chúng và anh Kevin một việc. Đó là do bên bộ phận của quản lý channel của bên anh Kevin gọi là đã lỡ tay nhấn nhầm xóa mất cái YouTube channel mà hiện tại đang có gần 5k subscriber của anh Kevin. Thì thực sự nó là rất là sốc khi mà chúng nghe cái tin đó và thực sự rất là tiếc luôn. Tại vì là anh Kevin đã giống như mấy bạn biết là mấy bạn build một cái channel lên nó không phải là dễ, nghĩa là họ subscribe cho mình bởi vì mình có một cái gì đó, mình có một cái giá trị đó ở channel của mình. Nhưng mà bây giờ mình đã build lên như vậy rồi mà bây giờ mình lại bị mất đi cái channel đó thì thực sự là chung rất là sốc với lại cái tin đó ở bên Kevin. Nhưng mà thực sự là không thể nào mà cứu vãn được. Anh Kevin đã thử rất là nhiều cách để liên hệ với bên YouTube rồi nhưng mà họ không có giúp được bởi vì do là mình tự ý mình xóa cái channel đó và do bên kỹ thuật họ bấm nhầm cái gì đó thì chung không rành. Nhưng mà nói chung là vì lý do đó thì thực sự là chung mới quay cái video này và nhờ mấy bạn giúp anh Kevin. Là bây giờ chung sẽ bỏ cái link ở dưới phần miêu tả là cái channel mới của anh Kevin. Thì hiện tại là không có nhiều subscriber lắm nhưng mà mấy bạn giúp chung là vô subscribe lại. Nếu mà mấy bạn biết anh Kevin fan hoặc là chưa biết thì mấy bạn vô subscribe channel cho anh Kevin ha. Thì anh Kevin là bữa cái người mà tập chung với chung mà ở cái ngày tay ở cái vlog trước á, thì anh Kevin thực sự là rất là nhiều chia sẻ rất là nhiều cái tip hay. Có một đội ngũ làm channel gọi là quay video rất là đẹp nên là mấy bạn vô subscribe channel lại cho anh Kevin ha. Thì chung với anh Kevin thực sự rất là cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Ok, thì hy vọng mấy bạn thích cái video này và đừng quên nhớ like, share và subscribe channel của chung và cả anh Kevin nữa. Peace.